thí điểm mở lại nhiều đường bay quốc tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Phó Thủ tướng thường trực đồng ý kế hoạch khôi phục chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Chủ trương này được đề cập trong thông báo ngày 10 tháng 12 của Văn phòng Chính phủ. Truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp về kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ diễn ra một ngày trước. Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, chủ trương này nhằm thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không nói riêng, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế. Du lịch nói chung, không để Việt Nam tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực. Việc này cũng đồng thời tạo điều kiện cho bà con Việt Nam được về quê hương trong bối cảnh Tết Nguyên Đán sắp đến. Nhấn mạnh việc mở lại các chuyến bay quốc tế theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải là cần thiết, song Phó Thủ tướng thường trực lưu ý vẫn phải đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Phó Thủ tướng thường trực đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao. Trước mắt là Bắc Kinh, Quảng Châu, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Singapore, Viên Chăng, Lào, Phnom Penh, Campuchia, San Francisco, Los Angeles, Hoa Kỳ. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Việc mở lại đường bay được thực hiện trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh. Đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt. Bộ Y tế được giao khẩn trương ban hành hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân. Bộ Ngoại giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế đàm phán sớm thống nhất với các nước. Vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau, hộ chiếu vaccine, ưu tiên các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, y tế, công an, thông tin và truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không. Để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách, hoạt động của các doanh nghiệp hàng không cũng như công tác theo dõi y tế, kiểm soát, truy vết người nhập cảnh. Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ, đồng thời bảo đảm an toàn, hiệu quả phòng chống dịch. Để thực hiện chủ trương mở đường bay, ông Phạm Bình Minh giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không tổ chức thực hiện khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kịp thời tổng kết đánh giá và kiến nghị điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế,